Thơ tin mừng Chúa Nhật thứ 23 thường niên năm B. Lời Chúa Marco chương 7 câu 31 đến 37. Người ta đem đến cho người kẻ vừa điếc ngọc xin người đặt tay, kéo ra khỏi đám đông vây, lưỡi bôi nước miếng và tay đặt vào. Rồi người ngước mắt thở dài, Ephphatha có nghĩa là mở ra. Tức thì tai được mở ra, lưỡi như hết buộc nói ra rõ ràng. Lời Ngài mang đến bình an, đem nguồn yêu mến trao ban ân tình. Lời Ngài sức mạnh hồi sinh, mở tai nghe những tâm tình yêu thương. Mong sao trong cuộc đời thường, mỗi người cảm thấu tình thương dâng tràn, sẵn sàng dâng hiến trao ban, niềm vui chất ngất bình an tâm hồn.